sao ngủ luôn rồi em. Dậy. Dậy chào bà con. Em quá. Phải tranh thủ chứ. Cẩn thận cái nón ông xã ơi. Không, cái nón anh dán super glue rồi, không có rớt được đâu. Ok. Thôi mình chào khán giả nha. Vợ chồng quê Thiên Tôn và Ngọc Hạ. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn quý vị.